tìm về ngôi làng với nghề dệt chiếu giăng bóng một thời đã hơn 2 thế kỷ. Thăm đình Định Yên, nơi ghi đậm dấu ấn lịch sử văn hóa của đất và người Lấp Vò. Câu chuyện tưởng như trở thành cổ tích, nay được hồi sinh qua show diễn thực cảnh chợ Ba Định Yên. Cùng đến với huyện Lấp Vò trong hành trình ghé thăm làng chiếu Định Yên, đình Định Yên và thưởng thức show diễn thực cảnh chợ Ba Định Yên.